chúng ta vẫn có thể nghe được đài FM, chúng ta vẫn có thể nghe được nhạc qua USB, thẻ nhớ, hay vẫn có thể kết nối với Bluetooth nha mọi người nhé. Và với dòng Z106 này chúng ta vẫn có thể chỉnh được các cái cơ bản như là bass, echo, treble, vân vân. Và ngoài ra thì có thêm một chỗ để cắm một cái mic có dây nhá. Nếu như là trường hợp chúng ta cần nhiều mic hơn thì chúng ta vẫn có chỗ để cắm một mic có dây nữa. Và với cái dòng loa Z106 này thì chúng ta sẽ thuận tiện dành phù hợp dành cho tất cả mọi người, từ việc làm việc đến sinh hoạt. Mọi người có thể mang đi bất cứ đâu và có thể sử dụng bất cứ trường hợp nào. Nếu như đối với các cô giáo hoặc là MC này, chúng ta có thể sử dụng cái mic trợ giảng này, sẽ thuận tiện khi mọi người sử dụng tay và body language này. Hoặc nếu không, đối với những người mà chúng ta có thể hát thì chúng ta sẽ sử dụng mic cầm tay như thế này. Đó, rất là thuận tiện dành cho tất cả mọi người. Và nếu như mà anh chị có nhu cầu thì hãy cho em xin số điện thoại hoặc là liên hệ cho Gia Phúc Mobile qua số hotline 0976339339 hoặc 0975339339 hoặc qua trực tiếp 1416 Trung Hòa Cầu Giấy Hà Nội để có thể xem và test thử sản phẩm này nhé. Bây giờ em sẽ hát cho mọi người nghe thử một đoạn và sẽ chuyển qua mic này để mọi người có thể nghe được cả mic này luôn nhé. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video.